chào quý bà con, cô bác và anh chị đã đến với kênh của Phương Vlog nha. Thì ngày hôm nay chỗ Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Kiên Giang phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Gò Quao sẽ tổ chức cái chợ Tết Nhân Ái Xuân Giáp Thìn năm 2024 để cho bà con hộ nghèo, hộ cận nghèo đến đây tham quan cũng như là mua sắm miễn phí nha quý bà cô bác. Ở đây là khu vực bán hàng không đồng, cứ mỗi một người dân đến đây sẽ được hộ nghèo, hộ cận nghèo sẽ phát cho một cái phiếu đến đây để mua phần quà trị giá 250.000 mà không cần phải trả tiền nha cả nhà. Sau đó sẽ nhận thêm một phần quà trị giá 250.000 nữa, tổng giá trị hỗ trợ cho bà con mình hộ nghèo, hộ cận nghèo vui xuân đón Tết là mỗi phần quà là trị giá 500.000 đồng. Bên cạnh đó cũng tổ chức các cái trò chơi nhân gian, rồi là gian hàng bánh tét không đồng để hỗ trợ cho bà con mình vui xuân đón Tết nha quý bà con bác anh chị. Giá hơi đảm bảo cho khách hàng cứ mua là mê, cứ sắm là ngời. Có bánh thập giá mở bán lưu động tại quảng trường trung tâm hành chính huyện Gò Quao vào ngày 31 tháng 1 và ngày 1 tây tháng 2 năm 2024. Mua hàng mà còn được tặng quà. Dạ. Đây là khu vực mua sắm nha. Mỗi phần quà như vậy bà con mình sẽ nhận được 250.000, một giá trị phần quà 250.000. Muốn mua gì thì tùy, muốn lựa gì lấy nấy nha, trị giá 250.000. Khu vực tặng quà, phần quà trị giá 250.000 đồng nữa cả nhà. Vào ngày 31 tháng 1 và ngày 1 tháng 2 năm 2024, mua hàng mà còn được tặng quà giảm giá thịt sao sinh, duy nhất là điểm bán hàng ổn định thị trường ở Linh Đạo cũng có bánh giá, tên gì cũng có, mua gì cũng rẻ, nên lịch đến mua sắm ngay để không bỏ lỡ với khách hàng nhé. Đây khu vực phiên chợ quần áo không đồng rồi cả nhà, để cho bà con mình là tha hồ lựa chọn, thỏa sức lựa chọn luôn nha, đi về cho các trẻ các bé của mình ở nhà mặc ăn Tết, đồ còn rất là mới nha, không phải là đồ cũ không nè cả nhà, đồ còn rất là mới luôn. Đây là gian hàng kem không đồng. Đâu sao mà chỉ cho em. Đây là gian hàng bánh tét cả nhà, gian hàng bánh tét hỗ trợ cho những người đến đây nhận quà. Mỗi một người như vậy sẽ được một lồ bánh tét để về đưa ông táo nha. Một cái hoạt động rất là ý nghĩa của Hội Chữ Thập Đỏ nha. Và khu vực này là gian hàng buffet chay cho bà con mình đến đây nhận quà là hỗ trợ phần ăn chay luôn nha cả nhà. Buffet chay muốn ăn gì thì mình chọn nấy, miễn phí, tất cả đều miễn phí hết. Có nào chưa mua để mình nhắn tin nhắn ngoài không còn chưa chị ơi? Thôi miễn phí thì kế bên. Quá trời rẻ luôn. Đây là khu vực tham gia các trò chơi nhân gian của các anh đoàn viên thanh niên. À,
bà con mà đến tham dự rất là đông nữa nha. Hôm nay sẽ hỗ trợ 500 phần quà cho bà con hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình khó khăn để có được một cái Tết an lành, hạnh phúc nha cả nhà. Một hoạt động rất ý nghĩa của Hội Chữ Thập Đỏ. Ngoài việc nhận quà ra thì các cô chú sẽ được tham gia các trò chơi nhân gian. Thì đây là môn ném bóng vào rổ, quá hay. Đây là môn ném bóng vào rổ. Hãy